Vâng, chào các bạn. Chúng ta có mặt ở đây ngay trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin. Và hiện nay là phát thanh truyền hình trực tiếp đang có vụ cháy lớn ở ngay gần Halle 8 ở trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin. Và đám cháy này hiện nay đang bốc lên. Trước đây tại trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin cũng đã xảy ra rất nhiều vụ cháy và thiệt hại tài sản đến hàng triệu euro. Và hôm nay, mùng 4 tháng 7, 2019 thì tiếp tục đang xảy ra vụ cháy lớn ở đây. Tôi phải đi xa một chút và có thể sẽ có cháy nổ ở đây. Đang cháy rất lớn. Cảnh sát chữa cháy cũng đang có mặt ở đây, cũng như là cảnh sát bảo vệ an ninh. Và đám cháy đang bốc lên. Chỗ Halle 8 tại trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin hiện nay đang bốc cháy ở đoạn giữa, và khói đang bốc lên rất mạnh. Và ở đây các bạn cũng thấy cảnh sát và cứu hỏa đang tiến vào để dập cháy. Chưa biết nguyên nhân cháy tại sao. Và đám cháy đang bốc lên rất dữ dội, chỉ cách tôi khoảng 20 mét. Hiện nay chưa có thông báo về thiệt hại về người, nhưng mà tài sản thì chắc chắn là sẽ bị thiệt hại nhiều. Đây là đám cháy trong trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin, Halle 8 đang bốc lên. Và đây là hình ảnh chữa cháy cũng như những người căn hộ kinh doanh ở đây đang rất là lo lắng. Vâng, đám cháy đang vẫn tiếp tục bốc lên. Ở đây là những cái người xung quanh. Và các bạn thấy khói bốc lên rất dữ dội. Ban ngày trời nắng chúng ta sẽ khó nhìn thấy những ngọn lửa bốc lên, nhưng khói lên rất mạnh. Và trong những khung trung tâm thương mại này thì bán giao rất nhiều những tiệm bán hàng neo, tức là có nhiều hóa chất của làm neo thì cũng rất là nguy hiểm. Và đám cháy vẫn đang tiếp tục bốc lên. Đây, đám cháy chỉ cách tôi khoảng 20 mét thôi. Hy vọng là tôi có thể quay được một lúc nữa, bởi vì là có thể sẽ phải di tản ra khỏi chỗ này. Đây là những người căn hộ kinh doanh, có hộ kinh doanh ở đây, họ đang lao xe đến và có nhiều người đã bắt đầu đánh xe đi. Và các bạn đã thấy đám cháy vẫn tiếp tục cháy, và có vẻ như là những đám khói kia đã càng ngày càng tiến gần chỗ tôi đứng hơn, thì có nghĩa là đám cháy đã lan vào phía trong một chút của cái khu trung tâm giao hàng này. Và khói rất dày, tôi phải đứng ở cạnh một chiếc ô tô lớn để đề phòng trường hợp là có thể có nổ. Vâng, các bạn đang xem một đám cháy lớn đang bốc lên tại trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin. Ở đây đã xảy ra rất nhiều vụ cháy trong thời gian qua và thiệt hại hàng triệu euro cho người dân Việt Nam cũng như những chủ giao hàng ở đây. Và hôm nay mùng 1 tháng 7 2019 tiếp tục xảy ra một đám cháy nữa ở ngay giữa trung tâm, ở ngay Halle 8, là nơi cái Halle rất rộng. Và ở đây thì người Việt Nam cũng như người Thổ và nhiều người nước khác cũng đã đang giao hàng và họ cung cấp những sản phẩm dịch vụ ở khắp nơi cho nước Đức. Và trong này thì có rất nhiều kho chứa hàng như là những tiệm neo đấy. Khói đen càng ngày bốc lên rất mạnh, rất gần đây. Ấn, hãy xuống cái cúc, it's lager. Yeah.
Và các bạn thấy ở trước kia là cảnh sát cứu hỏa đang chữa cháy, còn tôi thì không được phép đi vào quá gần. Thế còn cảnh sát họ đang giữ trật tự để không tiếp tục lan đám cháy ra xung quanh hoặc là gây nguy hiểm cho những người đến đây. Đây là những người để cứu hỏa mà có màu đỏ đi vào đấy, các bạn thấy. Ở đây là đám cháy đang lan ra, vẫn tiếp tục cháy. Những cột khói này rất là cao có khoảng 40-50 mét và bốc lên ngùn ngụt. Đây là cái Halle 8, tức là cái khu giao hàng số 8, có rất nhiều người Việt Nam giao hàng và bán hàng, bán buôn cũng như bán lẻ và dịch vụ cắt tóc làm đầu ở đây. Thì hiện nay đám cháy đang bốc lên, có vẻ cũng rất là mạnh. Đây các bạn nhìn thấy, khá nguy hiểm. Và kia là cảnh sát. Kia là cảnh sát đang canh và ngăn những người xung quanh đến tiếp cận đám cháy này. Và những người lính cứu hỏa họ yêu cầu những người mà đến và tiến vào cái khu giao hàng này hoặc là những cái chỗ chứa hàng này phải ra khỏi khu vực này. Ở đây các bạn thấy đám cháy vẫn tiếp tục bốc cao và có vẻ còn bốc cao hơn như trước đây. Thì đây là cái đó. Đây là đám khói lớn. Và những người dân ở đây hiện nay, những người giao hàng họ đang rất lo lắng cho cái gian hàng của mình cũng như là những cái kho hàng của mình liệu có bị ảnh hưởng hay không. Đấy, đám lửa tôi vừa thấy ngọn lửa bốc lên rất cao. Đấy, các bạn thấy vừa phật lên những ngọn lửa rất mạnh. Đấy, ngọn lửa đang nổi lên rất mạnh. Tôi thấy rằng có khá nguy hiểm nếu đứng gần đây, thì xin phép các bạn là tôi phải di chuyển ra một chỗ khác cho đỡ nguy hiểm hơn. Đây là những người dân đang rất người giao hàng họ rất lo lắng cho cái tài sản của mình. Đây là Halle 8 và chúng ta đã thấy lửa bục lên rất mạnh. Đấy các bạn thấy lửa bùng lên rất mạnh và tôi đứng ở đây thì cảm giác như là cũng khá nóng rồi. Cái việc chữa cháy này cũng rất là khó bởi vì ở đây đường cứu hỏa cũng như là những cái phương tiện đi lại chắn đường rất nhiều. Đây các bạn nhìn, họ chắn rất nhiều cho nên là xe cứu hỏa và cảnh sát vừa ra yêu cầu là mọi người phải giải tán khỏi đây để cho xe cứu hỏa vào chữa cháy. Tôi đứng đây thì khá nóng, đây các bạn thấy ngọn lửa nó bùng lên. Lửa bùng lên rất lớn. Lửa đang tiếp tục bùng lên. Rất nguy hiểm. Và đây là cái thiệt hại rất lớn cho những người giao hàng ở đây, những người bán hàng ở đây. Đấy, các bạn thấy những đốm lửa cũng bùng lên rồi. Và những con lửa cao hàng chục mét cũng bốc lên. Thì như vậy là bắt đầu cháy vào hàng hoặc là những cái kho hàng của họ. Đây là những người dân xung quanh, những người giao hàng xung quanh, họ đang rất lo lắng. Họ đứng đây và rất lo lắng. Đây là những khu Halle, đây là khu giao hàng bên cạnh. Ở xung quanh thì rất là nhiều xe chứa hàng đậu, vẫn đang đậu đây bởi vì những cái chủ xe đó chưa biết là chợ đã bị cháy, đang bị cháy. Hiện nay là khá nóng. Tôi cố gắng đứng thêm một lúc nữa để có thể quay những cái thông tin để cho các bạn biết. Và đây là những cái điều mà chúng ta cần phải để tâm khi mà kinh doanh ở nước ngoài. Đó là việc phòng cháy chữa cháy, việc đóng bảo hiểm rất quan trọng. Và đây là hiện nay là khói lửa bốc lên rất mạnh. Và tôi xin phép đi tránh cách một đoạn. Bởi vì là có thể xảy ra cháy nổ.
thì nó cũng sẽ nguy hiểm đấy. Khá nguy hiểm. Và các bạn thấy những cái nấm lửa bốc lên rất mạnh, đang bốc lên rất mạnh. Mà cái kho hàng này thì là vỏ bằng tôn, mái bằng tôn, tức là nó kín. Và đây là cái một trong những người chủ hàng đó, họ đang tìm cách họ bốc hàng để họ thoát ra khỏi cái chỗ này. Và các bạn thấy là lửa bốc lên rất mạnh. Và những người dân xung quanh ở đây và những cái người giao hàng, họ rất lo lắng cho cái kho hàng của mình có liệu có bị lan sang không, cháy lan sang không. Và hiện nay thì chỉ có một số xe nhỏ đấy, các bạn thấy những con lửa đỏ bùng lên. Và xe cứu hỏa thì họ vẫn dập lửa phía sau. Và hiện nay một số xe cứu hỏa tiếp đang đến ứng cứu, nhưng ở đây thì rất khó khăn ở chỗ xe cứu hỏa vào, bởi vì đường xá và những cái phương tiện giao thông đã chặn, của Việt Nam đỗ đã chặn những cái chỗ mà để xe cứu hỏa vào. Và các bạn thấy lửa vẫn tiếp tục bùng lên rất mạnh. Tôi cảm thấy cái hơi nóng, rất nóng ở ngay sát tôi, bởi vì là đám cháy hiện nay là ở sát đây. Khói lên rất mạnh. Xe cứu hỏa thì có tới rồi, họ đang dập. Oben auf der Halle, wo der Vorsprung ist. Beste Sicht, ja. Ja. Okay. Schon gemacht. Ja. Đây là một người Đức này. Các bạn thấy là anh Henry, anh ta người Đức, anh ta cũng rất lo lắng, bởi vì anh ta cũng có văn phòng ở đây. Anh ta đang đi ra để xem xe cứu hỏa, một số xe cứu hỏa bắt đầu đến ứng cứu. Lửa bốc lên khá mạnh. Và đây là Halle 8, tức là khu nhà số 8, giao hàng số 8 của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin đang bốc cháy. Và đây là rất nguy hiểm, cái khói rất đen. Và trong này thì thường chứa những cái hàng, có thể là hàng quần áo hoặc hàng giày dép, nó rất nhiều nhựa. Và khi khói bốc lên thì rất độc. Cũng may là tôi đứng ngược chiều gió cho nên không bị khói vào. Nhưng mà nếu mà đứng xuôi thì có lẽ là không thể đứng được nữa. Và những cái hóa chất làm neo, làm nai cũng là rất độc và nguy hiểm, cháy nổ, rất gây cháy nổ. Bởi vì là cái hóa chất đó là nó có chất bốc hơi, tức là chất cồn. Đấy, cho nên là không thể đến quá gần. Thì hiện nay tôi đứng cách đám cháy chỉ có 30 mét, và có vẻ như là đám cháy này đang lan rộng. Ở đây là những người giao hàng, họ đang thẫn thờ đi lại và họ xem đám cháy như thế nào. Và đây là những người Pakistan Indian ở ngay gần đó, họ đang cũng đang quan sát liệu cái gian hàng của họ ở đây có bị ảnh hưởng hay không. Và các bạn đang chứng kiến trực tiếp đám cháy tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin, một cái trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt Nam ở Đức. Và đám cháy này đang tiếp tục bùng phát, và xe cứu hỏa đã đến và chưa biết nguyên nhân tại sao và cũng như là thiệt hại về tài sản tính mạng như thế nào. Nhưng mà trước đây đã có xảy ra những đám cháy tương tự và đã đốt làm thiệt hại hàng triệu euro cho những người chủ giao hàng ở đây. Và cảnh sát cũng như là cứu hỏa đến rất đông và họ không cho chúng tôi tiếp xúc quá gần với đám cháy, cho nên tôi chỉ có thể đứng cách khoảng 40 mét. Nhưng mà cảm thấy rằng là rất nóng. Ở đây là Halle số 8 các bạn nhé, Halle số 8. Nếu mà các bạn vào cửa Đồng Xuân Berlin thì các bạn sẽ thấy cái Halle này đấy. Bắt đầu tôi vừa nghe thấy tiếng nổ, có tiếng nổ giống như tiếng pháo ở trong đám cháy đó, thì không rõ là liệu có thể đứng được đây lâu hơn không. Cái kho chứa hàng hoàn toàn công á, công bị hết. Vâng. Nhà Hà Neo còn cháy còn.
Đấy, trong này trong anh này, không bị hết. Trong này là có những cái kho chứa hàng của những cái chủ hàng ở đây. Và theo như cái toàn bộ cái khu công nhà mình cháy hết rồi. Theo như tường thuật của những người ta giao hàng và có chứa hàng ở đây thì họ nói rằng là đấy là cái kho chứa hàng của họ và cháy rất mạnh và lan sang Haller 8. Đấy, các bạn thấy tức là lan sang cái Haller bán giao hàng rất nguy hiểm. Và đám cháy vẫn tiếp tục bốc lên. Ở phần chỗ cứu hỏa dập lửa thì các bạn cũng phải biết rằng là họ rất khó tiếp cận, bởi vì ở đây họ tôi đến gần đây thì những cái cảnh sát chắc chắn là họ sẽ không cho phép đi vào gần khu vực đó, thậm chí còn họ sẽ không cho quay, cho nên là các bạn sẽ không được biết thông tin. Đây là những cái người cảnh sát, người ta đang tiếp tục, người ta đứng bảo vệ như là, và họ đang tôi đi xa một chút. Đây là những người dân, và nếu mà gần quá thì cảnh sát họ cũng có thể họ yêu cầu là không đến gần khu cháy. Ở đây là những người cảnh sát, họ đang đến, họ đang làm nhiệm vụ, họ đang đi tuần tra đó và họ yêu cầu dẹp đường để cứu hỏa vào. Và chúng ta đã thấy một số xe cứu hỏa vào rồi và đang tiếp tục có những xe khác để vào tiếp. Đây là chỗ cái chợ Đồng Xuân Berlin, đây là trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin. Haller 8 là một cái khu dạ nhà rất lớn ở đây, và ở đây rất nhiều hàng trăm chủ hộ giao hàng, và đã cháy cái khu kho hàng. Theo như thông báo của những cái người giao hàng ở đây, họ nói rằng là những cái kho giao hàng này cũng đã bị cháy, bởi vì ở đó chứa hàng rất nhiều, và những người giao hàng ở đây họ nói là sẽ thiệt hại rất lớn, bởi vì là cái kho chứa hàng container nhập hàng từ các nơi về đã bị cháy và hiện nay đang lan ra khu Haller 8, tức là khu giao hàng. Đây là chợ Đồng Xuân của người Việt tại Đức. Và ở đây thì cháy liên tục, thời gian vừa rồi là cháy liên tục. Với các bạn thấy là cảnh sát yêu cầu dẹp đường và yêu cầu một số nơi người không được tiếp cận gần đám cháy. Và chúng tôi đang cố gắng quay hình ảnh đám cháy này để các bạn biết. Và đây là những người giao hàng, những người chủ hộ giao hàng đang rất lo lắng cho cái hàng hóa của mình. Thiệt hại rất lớn, chắc chắn là thiệt hại rất lớn, bởi vì những cái người giao hàng ở đây và những kho chứa hàng ở đây đằng sau đã bốc cháy rồi. Và bây giờ bắt đầu lan ra chỗ phần giao hàng, tức là ở đây có những kho là chứa hàng và kho giao hàng. Thì cháy là hiện nay đang cháy kho chứa hàng, đã kho nhập hàng, tức là hàng nhập khẩu đã cháy. Và hiện nay đang cháy tiếp lan sang cái kho chỗ giao hàng, tức là những cửa hàng để giao hàng. Và rất nguy hiểm. Và đây là những cái người mà đang rất lo lắng. Các bạn thấy đám cháy vẫn tiếp tục bốc lên, bởi vì ở đây khi mà chữa cháy thì họ rất thận trọng, đặc biệt vào với những khu giao hàng như chợ Đồng Xuân của Berlin của người Việt Nam, thì ở đây chứa rất nhiều mặt hàng mà không theo quy chuẩn, không được cất giữ theo quy chuẩn. Ví dụ như những mặt hàng về ngành neo thì rất là nguy hiểm, bởi vì nó có cồn và có những cái chất bốc cháy và chất nổ, như là có thể bốc nổ thì khó chữa. Và lại lẫn với quần áo, tức là hàng quần áo thì nhiều nhựa hoặc là giày dép. Đây các bạn thấy, chúng tôi đang đứng gần ngay đám cháy ở trong trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin ở Haller 8, và đám cháy đang rất lớn, bốc lên lớn, và chắc chắn là nhiều người Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng sau cái đám cháy này. Sau vụ này sẽ rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam phá sản và vỡ nợ, bởi vì là những mặt hàng họ nhập về để họ chuẩn bị bán trong cái mùa tới đây, đang để trong kho mà bị cháy cả những cái container như vậy thì không thể cứu vãn được. Từ trước đây, cách đây chỉ khoảng 50m thì cũng đã xảy ra đám cháy. Như các bạn thấy, chỗ xe cứu hỏa đang nháy đèn ngay bên cạnh thì đã xảy ra đám cháy lớn, và ở đó cũng không thể cứu được những mặt hàng đã để trong đó, và toàn bộ cái khu đó bây giờ đã được thành, họ đã đập hết đi để xây khu mới, thì khu mới xây chưa xong. Đã xảy ra những cái đám cháy ở cho cái khu cũ. Đấy, lửa bốc lên rất mạnh,
các bạn thấy. Đấy, lửa phật lên rất mạnh. Cái ban ngày thì các bạn sẽ nhìn thấy lửa rất là mờ đấy, nhưng mà ban tối thì chắc chắn là rất rõ đấy, các bạn thấy những lửa đỏ bật lên phật lên. Đang cháy và phật lửa rất mạnh đấy, các bạn thấy lửa phật lên rất mạnh. Bây giờ xịt nước vào tàn không lên nữa, nó còn lan xuống các cái một to này. Nó nổ gì à? Nguy cơ nổ. Đứng xa. Mỗi ngày một đứng to. Sau ô tô nó nổ đấy. Nhiều khi nó nổ. Nó nổ đấy nhỉ. Đứng xa sao đứng sau ô tô không nó nổ. Nó nổ. Ừ. Đang ở đây rồi. Quá nguy hiểm. Đấy, bắt đầu nghe thấy tiếng nổ rồi. Nghe tiếng nổ. Chuẩn bị hóa đơn để lấy bảo hiểm thôi. Chuẩn bị hóa đơn là lấy bảo hiểm thôi, không có cách nào khác. Bảo hiểm ăn thua gì em. Ừ. Rất nguy hiểm. Kinh doanh ở chợ. Đấy, kinh doanh ở chợ thì rất là nguy hiểm và may rủi lớn, bởi vì là những cái vấn đề đóng bảo hiểm thì cũng không thể đủ so với cái lượng hàng mà bà con ta đã nhập về và bán hàng cũng như chứa hàng ở đây. Đám cháy đang bốc lên rất mạnh. Không. Đây là đám cháy đang xảy ra tại trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin, Halle 8. Và chúng tôi đã quay cái đám cháy này có lẽ đến gần nửa tiếng rồi. Nhưng mà vẫn tiếp tục bốc cao, bởi vì trong đám cháy này các bạn cũng biết, người Việt Nam và những doanh nghiệp ở đây họ đã nhập những mặt hàng khác nhau từ nhiều nơi trên thế giới. Trong đó có những mặt hàng khá nguy hiểm như dành cho tiệm nail. Đấy là mặt hàng có thể cháy nổ và tôi đã bắt đầu nghe thấy tiếng nổ. Bắt đầu nghe tiếng nổ nhỏ ở trong cái đám cháy đó, dường như là những lọ cồn hoặc là những lọ cát được bán ở đây thì bắt đầu là có thể. Đấy, các bạn thấy đám khói và lửa rất mạnh. Và đây là các bạn đang thấy chứng kiến cái đám cháy ở trong trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin ở Halle 8. Rất nguy hiểm. Tôi phải di chuyển một chút bởi vì là ở đây khá nóng. Ở đây là những người dân xung quanh, những cửa hàng xung quanh họ đang đứng xem đám cháy, và kia các bạn cũng đã thấy cứu hỏa bắt đầu phun nước. Đang phun nước vào trong đám cháy này để họ ngăn không cho đám cháy tiếp tục lan sang cái Halle 8 là cái nơi bà con ta giao hàng. Mà hiện nay đang cháy là kho chứa hàng. Thì phải nói rằng cái những lượng hàng ở trong những kho chứa này khá lớn. Nhiều người nói rằng họ đã mới nhập hàng từ nước ngoài về nhiều container và chứa trong đó. Thì bây giờ những đám cháy đã bốc lên. Thì thường khi mà xảy ra cháy trong những kho hàng như vậy thì cứu hỏa chỉ khống chế không cho lan sang những khu khác. Và những mặt hàng mà đã nhập về ở trong cái kho chứa hàng thì nhiều khả năng sẽ thành tro bụi và bị cháy. Bởi vì là những mặt hàng đó cũng khá nguy hiểm và không được đăng ký với cả bên sở cứu hỏa. Các bạn nhìn thấy là cứu hỏa, cảnh sát đang yêu cầu người dân đi ra khỏi cái khu giao hàng đang bị bốc cháy. Và đây là những người dân xung quanh, họ rất lo lắng cho cái mặt hàng của mình, cho cái kho hàng của mình. Đấy. Những chủ giao hàng, những Việt kiều của chúng ta đang rất vất vả kinh doanh và họ cũng rất gặp nhiều may rủi khi kinh doanh ở tại Đức và châu Âu, bởi vì những cái nguy cơ cháy nổ thế này rất cao. Và các bạn đang chứng kiến đám cháy rất lớn đã ngay tại trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin, một cái chợ lớn nhất của người Việt Nam ở Đức. Và cái đám cháy này là ngay chỗ Halle 8, tức là khu nhà số 8. Và ở đây thì rất hàng trăm hộ giao hàng với những mặt hàng khác nhau. Đó là những mặt hàng mà rất dễ cháy nổ, như giày dép nhựa, rồi quần áo bằng chất sợi tổng hợp polyester, hoặc là những cái mặt hàng như ngành nai, tức là những cái thứ mà rất dễ cháy nổ. Thì chúng tôi cũng đã chứng kiến một số cái tiếng nổ ở trong cái đám cháy này. Và hiện nay cảnh sát cứu hỏa vẫn đang tiếp tục phun nước và chữa cháy.
thì chúng ta đã chứng kiến là gần 3 đến 40 phút vừa qua đám cháy tiếp tục có những ngọn lửa bùng lên và cứu hỏa tiếp tục phun nước. Đây các bạn thấy những cái người chủ giao hàng, những người dân ở đây họ cũng đang xem và họ cũng quan sát. Một số người cũng muốn vào cái khu giao hàng này để họ lấy đồ hoặc có thể họ cất tiền hoặc những cái giấy tờ quan trọng, thì nhưng mà cảnh sát lập tức đã ngăn cản và không cho những người đó vào để lấy đồ, bởi vì sẽ rất nguy hiểm tính mạng của những người dân, của những cái người mà vào trong kho giao hàng này. Đây các bạn thấy hiện nay là khu giao hàng gần như đình trệ mọi hoạt động. Và các bạn, đây là cái kho đấy, công cứu hỏa khi đang phun nước và để khống chế ngọn lửa không tiếp tục lan sang khu bên cạnh. Để trước đây các bạn cũng đã biết tại trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin đã xảy ra nhiều vụ cháy, cụ thể là vụ cháy tại nhà văn hóa của trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin cũ, tức là nhà văn hóa của thời Đông Đức, và đã bị cháy rụi, sập nóc và gây ra rất thiệt hại rất nhiều. Sau đó thì cách đây một thời gian ngắn lại xảy ra vụ cháy ở ngay cạnh cái đám cháy này, đã xảy ra một vụ cháy tan hoang tất cả cái kho giao hàng, kho chứa hàng của bà con ta, và thiệt hại hàng chục triệu euro, và cũng như là gây cái lo ngại rất lớn cho chính quyền của quận Lichtenberg, của chính quyền của thành phố Berlin. Và các bạn chứng kiến hiện nay là cảnh sát đang tiếp tục đi kiểm tra và ngăn những cái người đến gần để có thể gây nguy hiểm cho họ. Đây là những cái người chủ giao hàng. Đấy, và cảnh sát đang tiếp tục ngăn để những người chủ giao hàng không vào những cái kho lấy hàng để gây nguy hiểm, bởi vì là rất nhiều người đã cất giữ hàng hóa đắt tiền, thậm chí có những người có thể cất tiền hoặc là giấy tờ quan trọng trong những cái kho giao hàng đó. Thế nhưng mà họ đều không được phép đi vào, bởi vì là rất nguy hiểm cho tính mạng nếu mà tiếp tục đi vào những khu như vậy. Đây, những chủ giao hàng chắc chắn ngày hôm sau, ngày hôm nay thì rất nhiều người sẽ có thể là phá sản, bởi vì họ đã nhập rất nhiều hàng để chuẩn bị bán và chứa trong cái kho chứa hàng đó. Thì hiện nay kho chứa hàng đã bị cháy, bốc cháy. Và cái việc này, sau khi cái đám cháy này xảy ra, thì chắc chắn là chính quyền của quận Lichtenberg, là cái quận mà có cái chợ Đồng Xuân này, cũng như chính quyền thành phố Berlin sẽ rất chặt chẽ và kiểm soát chặt hơn nữa những cái nguy cơ cháy nổ và những cái về tính chất xây dựng và cũng vấn đề cứu hỏa trong những cái khu trung tâm thương mại, tức là những cái khu chợ của người Việt Nam ở Đức như thế này. Bởi vì là khi xảy ra những việc mà không đảm bảo an ninh an toàn cho cái tính mạng con người, cho tài sản, không phải chỉ cho những người giao hàng ở đây mà cho cả những cái người dân xung quanh, thì có, đó là cái điều mà nước Đức không muốn và muốn ngăn chặn. Thì các bạn cũng đã biết gần đây ngay có nhiều báo chí Đức cũng đã liên tục đăng tải về những hình ảnh, về những thông tin mà các báo chí Đức nói rằng là trung tâm thương mại Đồng Xuân là nơi có rất tập trung rất nhiều những người Việt Nam từ khắp nơi đến, và họ đã kinh doanh ở đây. Và thậm chí mà gần đây báo chí Đức còn đưa tin về việc là trung tâm thương mại Đồng Xuân ở đây đã là cái nơi mà trung chuyển người để sang tị nạn ở các nước khác, giống như là nhập cư bất hợp pháp, và rất nhiều trẻ con đã mất tích ở khu vực này, khu vực Berlin, và họ đã thấy, họ đã có những cái bằng chứng rất rõ ràng. Thì bây giờ lại xảy ra những đám cháy như vậy thì rất là nguy hiểm cho cái cộng đồng người Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam ở đây, và cả những cộng đồng, những cái khách hàng người ta thường thuê gian hàng ở đây. Và các bạn thấy đám cháy vẫn tiếp tục đang cháy, tức là họ cứu hỏa có vẻ như họ đang khống chế để không lan ra những cái khu xung quanh, bởi vì những cái đám cháy này thì rất nguy hiểm. Họ không biết là trong cái kho hàng đó thì có những cái mặt hàng gì. Nếu mà chữa cháy khi mà phun những nước hoặc là những cái vào cái đám cháy, mà nếu có xăng dầu hoặc những chất nổ, chất dễ gây cháy nổ, nó có thể lan tỏa mạnh hơn, bùng phát mạnh hơn. Đó là cái điều mà khó khăn cho người làm công tác cứu hỏa. Có một số bạn đã hỏi tại sao không thấy xe cứu hỏa.
Nhưng mà các bạn phải biết rằng là xe cứu hỏa thì cái đám cháy này là bùng phát ở trong cái kho chứa hàng ngay sát cái hal 8, tức là cái khu nhà số 8 này. Thì hiện nay xe cứu hỏa đang tập trung và chữa cháy ở bên đó. Chúng ta nhìn thấy sau cái khu nhà này là cái đám cháy, thì cái xe cứu hỏa đang đứng ở đó, và chúng tôi thì không được phép vào trong quá sát, và bởi vì là cảnh sát đây, những người cảnh sát các bạn đang thấy họ không cho phép vào gần, bởi vì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của những cái người mà đến gần đám cháy, bởi vì nó có thể nổ và gây ra những cái hậu quả mà không lường trước được. Đây là những người dân đang rất lo lắng. Đây các bạn thấy rất nhiều người dân, rất là nhiều cái doanh nghiệp ở đây, chủ doanh nghiệp ở đây họ đang rất lo lắng cho cái kho hàng của mình, và đám cháy thì vẫn tiếp tục bùng phát, vẫn tiếp tục cháy. Thì ông Linh chưa về nữa, đứng đó quay. Đây là đám cháy ở trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin ở Halle 8, và đám cháy đang bốc lên rất cao. Và hiện nay là đám vẫn đang cháy, và chúng ta đang xem truyền hình trực tiếp của đám cháy này, mà tôi cũng vừa có mặt ở đây khi đám cháy bắt đầu. Và hiện nay đám cháy vẫn chưa được dập tắt và đang cháy tiếp. Đây, những ai mà đã từng sang Đức tham quan, đi chơi hoặc là đi công tác thì chắc chắn cũng đều có thể đã từng vào trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin, nơi có rất đông những cái người Việt Nam kinh doanh, cũng nhà hàng ở đây, và những cái sự mến khách của người Việt Nam, của cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở Berlin, thì cũng biết rằng là trung tâm thương mại Đồng Xuân ở đây là rất nhiều người Việt Nam, và ở đây thì có nhiều hàng trăm gian hàng và hàng nghìn người kinh doanh ở đây với những cái sản phẩm dịch vụ khác nhau, như làm nail hoặc là nhà hàng hoặc là đồ châu Á hoặc quần áo và giày dép và đồ lưu niệm, cũng như những dịch vụ khác. Thì hiện nay trung tâm thương mại Đồng Xuân đang bị bốc cháy ở Halle 8, tức là cái nơi mà có rất nhiều những cái hàng hóa mà dễ gây cháy nổ. Thì ngay cạnh đó thì đã có cái kho hàng thì đã bốc cháy rồi, thì đang cháy, họ đang chữa cháy. Thì các bạn thấy khói trắng bắt đầu bốc, những cái người mà lính cứu hỏa họ đang phụt nước vào, thì chúng ta đã thấy không thấy những ngọn lửa to phật lên nữa, mà chúng ta chỉ thấy những đám khói trắng bốc lên. Thì cứu hỏa của Đức thì chắc có lẽ đang chữa cháy, và xung quanh đây thì rất là nhiều người đang lo lắng cho cái tài sản của mình, và họ phải đứng ngoài để đây, họ phải đứng ngoài, không ai được phép vào. Tôi cũng không thể phép, không thể vào gần quá gần, bởi vì nếu tôi vào quá gần đấy thì là cảnh sát cũng sẽ không cho phép quay và chụp hoặc là làm những cái việc mà có thể ảnh hưởng đến việc cứu hỏa, tức là chữa cháy cho cái khu thương mại này. Đây các bạn thấy tiếp tục có xe cứu hỏa vào. Đây là những người giao hàng, người Thổ Nhĩ Kỳ, người Ấn Độ, người Pakistan, họ đang rất là lo lắng cho cái hàng hóa của mình, cũng như là những cái cơ sở kinh doanh của mình. Và đây các bạn đã thấy đám cháy đang tiếp tục bùng lên ở khu chứa hàng, là khu chứa hàng. Rồi. Đang cháy ở đâu bác? Đang cháy ở kho đúng không? Nó mà gió mà quật đây từ nãy là cháy chỗ, chỗ bên kia thì ông hiện may thế hôm nay gió nó thế này mới đứng gió. À. Chứ còn nếu gió đây cái này sạch thì cái này cũng sạch. Gió tức là may mà hôm nay là may gió đấy. Này. Nếu gió. Mà gió bên kia cả lối đấy sang sao giờ bà đi luôn. Thế là đi hết. Thế tức là theo anh mà gió là cháy hết cả khu đấy luôn à? Cả khó nếu mà chỉ cần trái chỗ. Bây giờ dân người ta cũng vừa nói rằng là những người giao hàng ở đây nói là may ngày hôm nay là gió ngược, chứ mà gió xuôi thì tất cả những cái lửa hoặc là tàn lửa đốm vàng này nó sẽ tạt vào những cái khu giao hàng xung quanh này,
và chắc chắn là những khu này tiếp tục sẽ bốc cháy theo, lan và cháy theo. Đây, hiện nay là cứu hỏa đã chặn tất cả các đường, không cho phép đến gần. Rất may là hôm nay là gió ngược, chứ nếu mà gió xuôi thì nó sẽ lan sang tất cả các khu giao hàng này rồi. Thì hiện nay cảnh sát và cứu hỏa vẫn đang tiếp tục là chữa cháy. Đây các bạn thấy cảnh sát để không cho phép những ai đến quá gần. Chúng tôi cố gắng quay lại cái hình ảnh này, giữ lại hình ảnh này để những cái bạn nào mà sau này có điều kiện sang Berlin thì cũng biết, và đồng thời những cái người mà kinh doanh ở đây, những người mà có ý định kinh doanh ở Đức thì cũng phải rất cẩn thận với cả những cái vấn đề cháy nổ và an toàn. Đây là những người giao hàng, đây là những người chủ giao hàng ở trong trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin. Và đây là đám cháy vẫn đang tiếp tục cháy. Và người dân thì rất lo lắng. Đây đám cháy vẫn đang bốc lên. Đây là đám cháy tại trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin ở Halle 8. Và trước đây thì ở Đồng Xuân Berlin đã xảy ra rất nhiều vụ cháy, và tiếp tục hiện nay lại xảy ra vụ cháy. Và ngày hôm nay thì rất nóng, thì cái đám cháy này sẽ nguy hiểm đối với cả những người giao hàng, chủ giao hàng ở đây. Bởi vì là khi mà nóng, quá nóng thì những mặt hàng đó có thể bị bốc cháy nhanh, và cái cứu hỏa nó khó hơn. Và khó hơn nữa là những cái gian hàng này, trong những gian hàng này thì lại kho hàng này chứa những cái sản phẩm nó khác nhau, và sẽ khó hơn cho cứu hỏa, bởi vì là họ không thể biết được là những mặt hàng nào nguy hiểm, mặt hàng nào không, và nếu phun nước vào thì có thể gây cháy nổ thêm cho cái hàng đó. Và đây các bạn thấy có cả trẻ em, bởi vì hiện nay đang mùa hè cho nên những cái cháu bé cũng vẫn ra đây để đi cùng bố mẹ ra cửa hàng. Đây đấy, và các cháu cũng nhìn thấy đám cháy, các cháu chứng kiến cái cảnh vất vả của những cái doanh nghiệp Việt Nam, của bố mẹ các cháu phải kinh doanh và phải đương đầu và đối đầu với cả những cái may rủi của khi mà trên kinh doanh đấy. Thì có một số người tôi vừa hỏi thì các bạn cũng đã biết, tôi vừa hỏi xong thì họ nói rằng là những cái số tiền mà họ đóng bảo hiểm cho hàng hóa rất ít. Thì như vậy là khi đóng ít thì những hãng bảo hiểm họ sẽ đóng đền rất ít. Và thậm chí là nếu mà những cái chứng từ hóa đơn mà bị cháy mất hoặc là bị không thất thoát, bị mất đi, thì cái việc mà đền bù thiệt hại lại càng khó khăn hơn nữa. Bởi vì không thể chứng minh được là mặt hàng đó còn hay không, và có đúng là những mặt hàng bị cháy hay không. Thì đấy là một cái vấn đề mà người Việt Nam của chúng ta đang phải gặp phải khi buôn bán ở dạng như kinh tế chợ như vậy. Đây. Nói nhá. Đây, em hỏi anh nhé. Hả? Em hỏi anh nhé. Đây là một anh chủ cửa hàng giao hàng ở đây này, anh cũng đang rất lo lắng này. Vậy anh có thể cho biết là anh nói sao về khi có thấy những đám cháy như vậy? Cái này thì rất là bất kể của ai, kể cả của tôi hoặc là của mọi người khác, nhưng mà rất là xót ruột và đau lòng. Bởi vì buôn bán là cực kỳ khó khăn, mà cháy chiếc cái này thì liên quan cái kinh doanh của mọi người. Vâng. Thật sự đáng tiếc xảy ra. Vâng. Thế anh có cho biết rằng là đám cháy gần đây Đồng Xuân xảy ra rất nhiều vụ cháy như vậy, thì cái việc mà công tác phòng cứu hỏa đây được triển khai ra sao ạ? Công tác phòng cứu hỏa đấy thì rất tốt, nhưng đây là cháy ở phía ngoài. Nhưng mà cháy phía ngoài cho mọi người chắc là bất cẩn thôi. Cháy từ phía ngoài chứ không phải cháy ở phía trong. Nên công tác phòng chống ở đây cũng rất là, sau thời gian mà chỉnh đốn lại rất là tốt. Tất cả mọi cái là kho hàng bến bãi, tất cả ốt nung hết. Tất cả hàng hóa phải đưa xuống mặt đất hết, không có lên cao được nữa. Nhưng mà đây là cháy ở ngoài, cháy vào chứ không phải cháy ở trong cháy ra. Vâng. Đây là do bất cẩn của người sử dụng.
cái người ta đi đường. Thì anh có biết rằng đã có cái thiệt hại nào về người hay tài sản gì chưa? Tài sản chắc chắn rồi, và người thì không có. Tài sản tức là anh nói ý là tài sản gồm có những cái gì bị cháy hôm nay theo anh biết? Kho của đồ neo này, rồi đồ smoke này, rồi đồ quần áo, giày dép rất là nhiều. Rất nhiều ạ, vâng. Thế thì thiệt hại có lẽ phải đến rất là lớn đúng không anh? Cũng lớn đấy ạ. Cỡ này phải đến 5-6 triệu. 5-6 triệu đúng không? Khoảng như thế. Vâng, thế thì quả thật là nhiều. Vâng. Thế đây là những cái kho, có phải kho chứa hàng để người ta bắt đầu giao không ạ? Kho họ nhập về ạ? Đấy, theo như tôi biết là kho chứa hàng đấy. Vâng. Vâng. Nguy hiểm, mà hôm nay thấy nhiều người nói là may mà gió ngược, chứ mà gió xuôi vào đây thì chắc là nó lan sang những khu này phải không ạ? Vâng, đúng rồi. Nếu mà như thế này rất là còn may mắn. Ừ. Là bên cạnh đấy là Haller 8. Vâng. Bên cạnh tôi Haller 8 là Haller của tôi là Haller 1 mà nó tạt sang đây thì là rất cực kỳ nguy hiểm. Vâng. Nhưng mà cũng may mà nó cháy vào ban ngày, chứ cháy ban đêm là đôi khi là cháy hết. Ừ. Bởi vì để phát hiện ra thì đã sự việc đã rồi, mà nó sẽ tạt sang, nếu mà gió mà tạt sang bên phải nó thì là cháy hết ở đây. Vâng. Rất nguy hiểm. Nhưng mà cũng may là có sự ngăn chặn sớm. Ừ. Thứ ba là nếu cháy đêm thì cũng không đáng ngại, vì ở đây 24/24 có bảo vệ đi tuần hết. Ừ. Nếu mà sự cố lớn thì chắc là không có. Ừ. Vâng. Thế gần đây Đồng Xuân thì anh thấy có những cái khu ngay cạnh đó, có cái khu trước đây đã cháy hết rồi và họ đang xây nhà để cho thuê, thì anh thấy là nó có quá dày đặc không? Nó quá nhiều. Ừ. Thứ hai là ảnh hưởng đến bà con quá lớn. Hàng thì không có gì lạ, giá thì cũng không rẻ hơn. Mở chả biết làm gì, đây là một hình thức rửa tiền. Ừ. Vâng. Vâng, cảm ơn anh, vâng, đã cho biết cái ý kiến của mình. Vâng, đây các bạn vừa xem cái người đấy, tức là anh đã có cái cửa hàng giao hàng ở đây. Đây là cửa hàng của anh Bình Hoa và ở trong khu Haller 1, và anh ở phòng 140. Anh cũng đã nói về cái việc mà đám cháy này, trong đó anh đã nói là có rất là nhiều những cái hàng hóa và có thể thiệt hại đến khoảng 5-6 triệu euro và hàng bị cháy, thì đấy là cái điều mà rất là tai hại cho cái người Việt Nam của chúng ta. Và tới đây những cái chủ giao hàng đó phải đối diện, và anh ta cũng rất lo, rất lo lắng. Vâng. Các bạn thấy đám cháy thì có vẻ đám cháy thì có vẻ đang được dập đi tốt hơn, tức là những cái khói đã bốc lên ít hơn. Và đây là những cái người giao hàng, người làm dịch vụ ở trong chợ, khu chợ này. Đây thì chị chào chị nhá, chị có thể cho biết là hôm nay cái đám cháy này xảy ra thì chị có bán hàng ở trong này đúng không? Vâng, chị đây là chị cũng ở đây nhưng mà chị không muốn trả lời. Vâng, đấy các bạn đấy. Đây là đám cháy vẫn tiếp tục xảy ra, diễn ra. Không vào đấy được đâu. Đang nó đang cháy chỗ nào cháu? Nó bên bên chỗ 215. Cái nhà kho đấy gì? Không, cái đấy thì chất nó không phải là kho rồi. Sao lại 215 chỗ này? Chú quay nên đưa lên mạng đúng không chú? Chú đưa lên báo đúng không chú? Không báo. Có, cháu để cháu quay privat. Bởi vì là đưa những cái thông tin này trước mắt phải kiểm tra tính xác định của nó đã đưa.